tâm đụng gian díu với nhau. Cái cây đó của ông dạy nhiều mà ông đòi à. Học khúc nè, cái khúc nè, học tới đâu luôn. Trời ơi! Ông tắm đầu ông chơi con la mặt cổ à! Đợi, cái mỏ mai như cái hố bơm vậy bà nội. Trời ơi, cái chuyện này nó nhỏ nhỏ không quan quan gì. Tắm đù nhìn thấy ghê. Trời ơi, vậy mà con lo nó sáp vô nó chơi ổng được hả? Thôi đừng nói nữa. Trời ơi, tôi có chuyện tôi kể cho mày nghe mà hả? Mày quan quan cái mỏ mày. Cái làng cái xóm tao biết rồi hả? Người ta đánh giá tu rồi sao? Rồi cái nư đàn bà con gái của tao để ở đâu? Mệt quá, tôi đi về. Ê, thôi nha. Không được vậy nha. Bà biết cái tính của tôi mà. Bà nói không hết á là tôi đứt cái gì hơn tôi khó chịu lắm. Mà tôi đã khó chịu rồi á là tôi bị dồn máu não á lên tới đầu á, tôi khó thở, tôi mệt, đẹp mà thà làm vậy đi, nãy giờ xong rồi má này mệt quá. Rồi nói đi bà nội. Luồn léo đó, cái mất tiêu luôn má. Cái vô nghe hay là bụp 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 bụp. Ủa vậy hả? Vô bụi chuối đồ chơi luôn hả? Tôi nói bà nghe nè, cái thứ này là người ta gọi là gì, cái thứ dơ dái. Hai cái người này là tôi nói là chắc chắn là sẽ làm cho cái xóm bị mang tiếng là hả, cái xóm đội chị. Ê mà má, tao nói nghe nè, nghĩ sao nó dâng hiến cho ông tắm đồ chơi. Trời đất ơi, chắc cũng phải có góp sách hụi hàng ở trong đây nè, không có tiền chơi đặng lấy tiền ra mà góp hàng tháng. Có đâu má ơi. Trời ơi, ông tắm đồ cũng có cái quần thà lỏng không á, chứ đó cho bà con này nó hả hốt nè. Tôi nghi là hả, con này là nó dàn cảnh với ông tắm đồ. Tôi nói bà lạ hả, nó đi ra ngoài nó chơi lan, xong rồi cái nó xình cái bụng, rồi nó về nó bắt ông này đổ vỏ. Thấy không? Trời ơi, nó ác lắm má ơi, nó dàn cảnh ghê lắm. À bà thôi, thôi, không có gì hết trơn nha. Cái chuyện này là cái chuyện là theo là ý kiến cá nhân của tôi thôi, chứ không phải là sự thiệt đâu nha má. Rồi, giải tán đi má. Trời ơi nè, lo mà đi buôn bán đây kìa, mở hở chuyện của người ta nó đi nói lợi hoài nè. Nè, kiếp này mà nhiều chuyện á, là kiếp sau câm điếc đó má. À, sao tự nhiên phán xét tao? Rồi tối nay có đi gần không? Có. Ê má, làm gì mà sao tụi nó ở chổng xào quần nãy giờ chưa ra vậy? Mày nhìn kìa, đang ngon lành mơn trớn quá gì nè đâu. Đâu có già. Đó, dạch ra. Móc sâu vô xíu nữa, sâu vô. Để tôi mò xíu, nó đen thui rậm rì. Trời má ơi, dơ quá má ơi. Hồi sáng á, em làm rớt nó ở dưới này nè. Giờ á, chắc nó cũng còn ở chổng á. Mà tại vì em sợ rắn, em không có dám thò tay vô lấy. Giờ anh cứ chọt mạnh vô, anh khều khều lên. Hồi đó cũng ra à. Ở dưới này á, là bản đồ kho báu của một nữ đại gia chết yểu. Có chứa 100kg vàng trong đó đó. 100kg vàng. Hồi sáng á, em làm rớt nó ở dưới này nè. Giờ á, chắc nó cũng còn ở chổng á. Mà tại vì em sợ rắn, em không có dám thò tay vô lấy. Giờ anh cứ chọt mạnh vô, anh khều khều lên. Hồi đó cũng ra à. Ở dưới này á, là bản đồ kho báu của một nữ đại gia chết yểu. Có chứa 100kg vàng trong đó đó. Anh mà giúp em tìm được cái bản đồ đó, em mà lấy được vàng, em chia cho anh hẳn 1kg luôn á. Đừng giỡn, nhiều lắm á. 100kg vàng. Cuộc đời này không bao giờ có đúng sai. Đứa nào nhanh tay hơn, đứa đó thắng. Ủa cái gì vậy trời? Má nó rách mẹ nửa tấm rồi còn gì nữa. Sao có phân nửa vậy? Chắc chắn là nửa tấm bản đồ còn lại là trong tay con bé Ba chứ không ai. Cái con thương mỏ thúi. Trời ơi, tự nhiên đi kể cho nó làm chi vậy trời. Con quỷ
tha ma bắt con cô hồn, các đảng của âm binh dịch vật, con đầu đình tứ phủ, con cô hồn nghiễu dị hương. Trời ơi, còn bây giờ sao mà kiếm được cái phần nữa còn lại đây? Mày đẻ đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng, đúng năm mày phá đám tao. Tao quyết định bỏ nguyên một đêm nay để nghĩ trăm phương ngàn kế hạ gục con ả thiện nhân này. Cho dù bà có nghĩ ra trăm ngàn kế đi chăng nữa cũng không thể qua mặt được ta. Thứ gì mà bổn cung đã muốn thì các ngươi đừng có hòng mà giành. Bộ bà quên là hả? Ta đây hả, vừa có sắc vừa có tài hả? Là do ta nghĩ xa xôi hay là bà không biết tự lượng sức mình? Xin lỗi bà nha, trong cái tam cung lục diện này không có ai mà ngang tài ngang dế với ta được đâu. Để rồi coi, hạ hồi phân giải. Em chặt dừa chứ em đâu có chặt vô cái đầu chị đâu. Chị la dữ vậy chị? Hết hồn với cái muốn bay cái bộ tóc của tao ra luôn vậy đó. Mày chặt dừa hay là mày bữa củi vậy? Cái này á là em biểu diễn chơi thôi, chị yên tâm. Dừa của chị á em chuẩn bị sẵn rồi. Uống đi chị yêu, mát lắm. Chị yêu uống miếng cho em mát ruột nha. Người đánh giá thấp ta quá rồi đó. Nước cờ rẻ mạt này nè, sao mà có thể qua mặt được bổn cung? Mày định chuốc thuốc mê chị hả? Xin lỗi à, không có dễ đâu nghe con, tao đẻ được 10 đứa như mày gì ở đó mệt hả, dằn cảnh với tao. Nó để nửa tấm bản đồ đâu ta? Kiếm muốn nát cái nhà mà không thấy. Nếu như vậy thì cách này không ổn rồi. Phải xài chiêu của mình thôi. Dậy. Trời ơi. Mày dậy lại. Ôi ngủ ngon quá vậy. Ôi sao tao ngủ đây vậy? Bà chuốc thuốc mê tôi phải không? Tao giả một mặt tay bây giờ nữa nghe. Có mày chuốc tao thì có cái. Tôi không cần biết là tôi chuốc hay bà chuốc, nhưng cái người tỉnh là bà mà cái người mê là tôi. Mà tính làm gì tấm thân bé nhỏ của tôi vậy? Tỉnh chưa má? Trời ơi trời, má ơi là trời. Nè, cái tấm thân của bà chỉ có đem về cho trâu nó hút thôi, chứ không có con người nào mà ra tiếp đãi được hết trơn á. Cái vấn đề ở đây là gì biết không? Là tao nói thẳng luôn là tao đang muốn là hả cái nửa tấm bản đồ kia. Nó đang đâu? Nửa nửa cái quần què. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà muốn nửa tấm bản đồ 100kg vàng hay là sức mẻ tình chị em? Có nói thì đây cũng nói thẳng luôn ha, có tiền bạc chen vô rồi thì không có chị em gì đâu. Nếu mà bà không đưa hả thì tôi xé. Tôi lại bà chăm lại nghe. Bà xé mặt tôi đi, bà xé quần xé áo tôi cũng được, bà đừng có xé tấm bản đồ. Tôi lại bà. Xin hả? 5 triệu. Bây giờ đưa tôi 5 triệu đi, thì cái tấm bản đồ này sẽ thuộc về bà. Ok. 5 triệu đổi 100kg vàng. Ừ. Chuyện nhỏ. Nè. Ok. Lôi cung. Hay đó. Thì ra là mày giấu trong đó. Cuối cùng 100 cây vàng nó cũng thuộc về tao. Khùng quá bà nội. Mày có nửa tấm thì tao cũng có nửa tấm. Sẵn đây tao cũng nói với mày luôn là cái đó là hàng sạc ke nghe con. Còn cái này nè, cái này mới là riêu nghe mày. Trả bà 5 triệu đó má ơi. Tụi con mũi. Mày trả lại đồ của tao. Mày trả lại cho tao. Trả cái gì? Mày nắm vô cái bộ tóc giả của tao rồi buông ra coi. Tao không kêu khẩu rồi bây giờ. Ây da, mày nghĩ mày học lấy khẩu hả? Tao đập vô trong cái trái cổ của mày. Đúng rồi, quýnh mày lên, quýnh mày lên. Đúng rồi, đứa nào chết cũng được hết á. Mất con chim chết đó nghe. Đúng cái đập vô của nó. Quýnh mày lên. Trời ơi, kéo cái quần nó xuống, tụi quần nó xuống. Trời ơi, quýnh mày lên. Đúng kéo vô đây nè. Trời ơi, thằng hiếu quá.
sao mà tụi quýnh nhau dữ vậy? Bộ bà đuôi hay gì bà không thấy? Tụi quýnh ghen đó. Một mấy bà nó giật bụng, nó thương mỏ hổn nè. Hãy á, bắt gặp hai đứa nó tò te tú tí á, trong lùm đó thổi kèn đó. Cái tụi bé ba này nè, nhìn cái mặt của nó ha, là biết á, thứ đàn bà đảng hậu, cái thứ mà ư tính mất nết. Trời ơi, cái con này á, đi bẫy bà này chứ nổi không ghê quá. Sao mà gặp quá vậy? Mày coi tao giải quyết tụi này nè. Ai? Ai nói gì tao? Con mẹ này nè. Ê, cái câu này chính mày nói nha. Mày nói nó giật bồ của con thương mà hổn mà. Mày nào? À, ra tụi con cái đấy. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, mày buông giật tôi. Mày nói ai giật bồ? Mày trở lên đường cho tôi. Trời ơi, mấy bà của nội ơi. Dạ. Tụi nó nhảy xong rồi kìa. Ai? Con Tiện với thằng Nhân thất tình kéo nhau nhảy xong kìa. Đi ra lẹ lên. Trời ơi. Trời ơi. Ông ta gì? Sao nãy tụi ông hả? Ông thấy tụi nó nhảy, ông không cản. Trời ơi, có cản mà tụi nó cũng nhảy à. Mà bây giờ ba người đứng đây nói nữa. Đi xuống đó coi coi tụi nó ở đâu. Không có biết bơi, nhảy xuống trên núi á, không nhảy đâu. Ôi Tiện ơi, Nhân ơi. Mày đi cưới Nhân ơi, mày đâu rồi? Trời ơi, là trời. Ê, nói nghe nè, nhìn trái dùng thấy nó. Có khi nào nó bị... Sao mà cái miệng thúi quá vậy, lo kiếm nó đàng hoàng đi. Trời ơi, Tiện ơi, Nhân ơi. Hay là cái chị. Ê, nói đâu kìa. Nói đâu kìa. Ủa, hả? Trời ơi, nói đâu kìa. Ủa là sao mấy má? Sao nó nhảy xong vậy mà? Ê, có khi nào là cái giọng của tụi nó không? Đứng lại con mèo nhỏ của em. Ủa, đứng lại. Con mèo nhỏ của em nè, mèo. Tụi nó quạt chúng mình mà mình có cảm giác. Vậy là đó có phải giọng? Tụi nó còn sống mà. Còn sống hả? Ông Tam, sao ông nói là tụi nó nhảy xong? Ủa? Tụi nó đúng mà, tụi nó nhảy đó. Với lại trời nắng nóng quá, tụi nó đòi nhảy, tôi cản hoài tụi nó cũng nhảy. Với lại rủ ba bà xuống tắm chung cho nó vui. Trời ơi. Trời ơi, tôi tưởng nó là nhảy xong thiệt không á. Thì lát nữa tụi em nhảy xong thiệt mà. Nani? Trời ơi, mấy bà có nội ơi. Tụi nó nhảy xong rồi kìa. Ai? Con Tiện với thằng Nhân. Đi ra lẹ lên. Trời ơi. Ê, ê, nó đâu kìa. Sao nó nhảy xong vậy mà? Thì lát nữa tụi em nhảy xong thiệt mà. Hả? Lúc xong á, đã khổ đau nhiều rồi. Thì cái lúc mà chút hơi thở cuối cùng nè, tụi em phải thiệt là vui vẻ. Đúng không con mèo nhỏ của em? Đúng rồi. Tụi em sẽ làm hai con ma uyên ương vui vẻ. Mỗi lần ai buồn nha, ra đây ngồi khóc. Em ngoi cái đầu lên cười. Là người ta hết buồn liền. Vui cái đầu mày á. Tụi bay vừa ngồi lên là ở đây tụi tao hết hồn, tụi tao ngủng trước rồi chứ ở đó. Mày kéo tụi nó lên bờ lẹ coi. Mày dẫn tụi nó về nhà đi. Không kéo tụi nó lên hả, mày mốt tụi nó làm ma da. Tụi nó hả, nắm đầu mình lâu xuống sông hết đó. Không, tụi em không muốn sống nữa. Đi lên bờ, nghe lời tao đi. Tao nói cho mà biết nè, kiếp này mà tụi bay nhảy xong, kiếp sau tụi bay làm hai con cá dồ dành một cục cái chứ đó bả hả, làm đội uy gương. Đi lên, đây, cảnh hát gì đâu á, đây. Mẹ của ảnh nè, bắt em đem qua hai cây vàng để hỏi cưới ảnh. Mà nhà của em á, một phân vàng còn không có nữa, nó chỉ hai cây. Tao thấy cái gì nó sai sai đây nè mấy má. Ừ, tao thấy cũng đúng rồi đó. Bây giờ tao hỏi mày nè nha. Con này nó là con gái, thằng này là con trai. Con là thằng này không đem vàng qua cưới nhỏ này thôi. Chứ bộ mày là con trai hả, mày phải cưới nó. Rồi cuối cùng là tụi bay là đứa nào đàn ông, đứa nào đàn bà. Rồi. Đứa nào nằm trên, đứa nào nằm dưới. Thôi đi cha, du duyên vừa phải thôi. Ai nằm trên nằm dưới kẻ cha người ta liên quan gì tới dòng họ của ông. Trời ơi, cái vấn đề này là gì biết không? Là mình phải tác hợp cho hai cái đứa này nè, nó đến với nhau. Trời ơi, vậy mới gọi là chữa lành, vậy mới gọi là tình người. Đúng luôn mấy bà. Bây giờ tụi nó có duyên như vậy thì mình phải hợp tác lại, mình tác hợp cho tụi nó, đúng không? Trời mà, mày nghĩ sao vậy? Một đứa tên Nhân, một đứa tên Tiện. Hai đứa nó gấp lại phải Tiện Nhân không? Mà đã Tiện Nhân rồi á, tan thương sẽ chùm cái sớm. Cái miệng bà vẫn còn thúi á. Người ta muốn lấy sao kệ cha người ta. Nè, tao đây tao ủng hộ tụi bay. Còn con này á, nó không có được ai lấy á. Tại vì nó khó tính á. Mày nói chuyện mày mới bắt cỡ. Tao không ai lấy, chắc mày có ai lấy mày. Mạng nhện của mày bây giờ nó đóng 80 lớp. Ai mà lấy mày? Nè, xin lỗi cô gái nha.
ha. Ở đây 80 lớp thì bên đây cũng hả 180 lớp chứ không phải loại thường đâu. Nè, tao ủng hộ tụi bay đến với nhau hai tay. Con mẹ này không phải là cha mẹ của tụi bay đâu mà tụi bay phải hỏi ý kiến của nó. Tụi bay mà dám lấy nhau hả? Cho mày biết tay tao. Tao gãi đầu tụi bay hả? Con này, tao mà vô duyên, tao mà vô duyên. Mày đánh tao hả? Vô duyên, vô dụng. Thôi, mình nhảy xong tiếp đi em. Sống mà làm gánh nặng cho cả xóm như vậy á, anh không cam lòng. Mấy chị kệ em đi, để tụi em đi nhảy. Kiếp này á, mà em không lấy được ảnh á, là em phải cho ảnh đi bán muối. Mà ảnh đi bán muối, thì em phải đi bán muối theo. Đi anh. Thôi đi. Để tao chia vàng cho mày coi. Nói bạc nghe nè. Bây giờ tôi với bà phải là tích đức tích phước để mà sau này cậu có chồng, phải không? Mình ráp hai cái tờ mà bản đồ lại với nhau á, để coi là hả cái vàng nó ở đâu. Xong cái mình lại đó mình đào ra vàng, cái mình đưa cho con Tiện. Con Tiện nó đem qua thằng Nhân, nó rước thằng Nhân về làm chồng. Trời ơi, tôi thấy cái chuyện này nó hợp lý gì đâu. Chứ bà nghĩ đi, 100 cây vàng đó tôi với bà xài có hết đâu. Tôi đồng ý. Với ba là một người con gái nhân đạo tuyệt vời. Tôi cũng đồng ý. Người nào mà không đồng ý, người đó không phải con người. Đúng. Thôi vậy đi, cả xóm mình cùng nhau đi đào vàng. Ừ. Ê, cái khu chôn vàng này là ở trong xóm mình mà. Bà đừng có tưởng là tôi dễ chịu thua. Chẳng qua chỉ là lùi một bước để tiến ba bước. Tôi thà nhẫn nhịn đưa ra nửa tấm bản đồ để cho mấy bà chui đầu vô rõ, tự nguyện vác xẻng đi đào vàng phụ tôi thôi. Coi như tôi đỡ tốn tiền mướn nhân công. Chừng nào đám nhân công ngu muội của cả xóm này đào được vàng rồi thì tôi sẽ giật rồi bỏ xứ đi luôn. Tôi sẽ đi đại tu nhan sắc, bơm môi, bơm vú, độn đít, hút mỡ, làm một người đàn bà hạnh phúc viên mãn nhất hành tinh. Chết mẹ vậy. Mày. Tao quên. Điện thoại cái. Hello, hello. Chị ba bóng bực. Lộn. Chị ba hột xoan nè. À, chị ơi, hôm bữa chị qua bên em coi xe đó chị. Thì bây giờ là mình đã chốt màu xe cho chị ha. Ơi, bây giờ mình nhất trí là hả, mình sẽ chọn chiếc xe màu đỏ nha, cho hợp phong thủy của chị. Dạ, yeah, ok chị, em thấy chị rất là tình ý luôn. Rồi xe này mình có giao tới nhà, chị lái thử luôn không chị? Em đẩy vô nhà chị luôn. Trời ơi, cảm ơn anh nha. À mà nè, trời ơi, trước nhà của chị là hả trâu không đó nghe. Bây giờ mà em á, em đẩy chiếc xe màu đỏ vô cái nó hút một cái đi nghe, không tiền đâu mà đền đâu đó. Chị yên tâm đi, dịch vụ em giao xe tới voi buôn mê còn được đó chị ơi. Không sao nha, chị có tiền là được hết đó chị ạ. Rồi, cảm ơn bé. Trời ơi, kể từ hôm nay mình sẽ thay đổi ngay cả cái giọng điệu cười của mình luôn. Tại vì biết sao không, tại vì mình đã lên được cái level là hả quý tộc rồi. Sao vậy thím? Có bệnh gì không đây? Sợ á em. Trời ơi, thím sợ gì? Thím yên tâm đi, em sẽ làm cho thím đẹp như là tiên vậy đó. Biết tiên trên trời không biết không? Bữa nay đi đại tu nhan sắc mà gặp con này chắc đại nhận tâm thai luôn. Nằm yên nha không? Để em mổ cho. Trời ơi, bà cứu nội á, bà cứu nội. Cái dao này dao chặt dừa mà. Quên, tính lấy cây dâu lan mà lấy lộn. Trời ơi, em thực sự là em biết làm không vậy bé? Chị sợ nha, hồi nãy giờ là chị nằm im niệm Phật không đó. Trời ơi, yên tâm đi. Trời ơi, đâu phải mình lần đầu tiên của thím đâu. Đây cũng là lần đầu tiên em làm cho người luôn đó. Trời đó, giờ em toàn là hả thiến heo chích chó không à. Không ấy, nó nghe nè. Chị về, chị có công chuyện. Trời ơi, không, yên tâm đi, nằm lại. Yên tâm đi, em làm lẹ lắm. Em rặt ra em nhét vô xong em may lại. Lẹ lắm. Cho chị về đi, biết sao không? Ở nhà chị còn kho cá nữa, trái nhà thì... Không có, nằm đi, yên tâm đi. Hôm nay là trời đổ cho tím rồi đó. Làm đẹp lắm, yên tâm, tin em cho mấy. Cho chị về đi, chị lại em. Con tôi.
đó cái chỗ lẩm lẩm. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, không chừng ở dưới có vàng đó. Nhân với con tiện tụi bay đầu lẹ tay lẹ tay chân lên coi làm cái gì mà cứ rề á. Sao mà không vô phụ người ta mà đứng ngoài hả, chỉ tay năm ngón vậy? Tôi đâu có tham như mấy người. Tôi bây giờ á, tôi chỉ có mê mình anh Tám đù của tôi thôi. Đúng không anh? Tụi tôi là liêm chính không tham, cho nên là bản đồ tôi giao hết cho mấy người rồi. Mấy người muốn gì nữa? Tham 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 đấy. Gì vậy? Ê ơi, chúng rồi, chúng rồi. Trời ơi, chắc cái con vàng nằm dưới đây nè mấy má. Nhân với con tiện tụi bay đầu lẹ tay chân lên coi làm cái gì mà cứ rề vậy? Sao mà không vô phụ người ta mà đứng ngoài hả, chỉ tay năm ngón vậy? Tôi đâu có tham như mấy người. Tôi bây giờ á, tôi chỉ có mê mình anh Tám đù của tôi thôi. Đúng không anh? Tụi tôi là liêm chính không tham, cho nên là bản đồ tôi giao hết cho mấy người rồi. Mấy người muốn gì nữa? Tham 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 đấy. Gì vậy? Ê ơi, chúng rồi, chúng rồi. Trời ơi, chắc cái con vàng nằm dưới đây nè mấy má. Ê ơi, ủa, cái gì như cái mai rùa vậy kìa? Hình như nó là cái vũ vàng đó. Đào, đào lẻ lên, nhanh lên. Mạnh cái tay lên. Không được, vàng này phải thuộc người ta. Con lo mặt ngựa nó sợ sâu nè. Tám đùa thì mê nó, chắc chắn là hả sẽ bảo vệ cho nó. Còn con tiện thằng Nhân thì thôi, nói chi, không có dám giành với mình đâu. À, anh ơi, cô em sợ mấy con mà nó quen ngoài nó lủng lẳng, nó còn sống sống nữa. Đừng có sợ, có Tám đây, đừng sợ. Gì vậy chứ nội? Cái con ngoe ngoải này cũng tế thái nó làm sao? Tại bị thận nếu cho nên nó vậy á. Không có tế đây. Đây không phải tôi cho mày ế luôn. Nó nói mày nghe, ăn cá ăn cơm thì dễ, chứ mà ăn vàng tao thì hơi khó. Vàng này là của tao. Nè, mày định độc chiếm cái hũ vàng này hả? Đừng có mà mơ ha. Bố qua xác của tôi nè. Ê, mày hổn với ai vậy? Mày có biết giai dế của tao lớn hơn mày không? Không có giai dế lớn nhỏ gì hết á. Một khi nó đụng đến củi cải vật chất thì hả là tôi chơi tới bến luôn. Mày muốn chơi tao chơi tát giai cho mày luôn. Đền đền. Anh, lo đầu vàng lên đi, em giữ chân mãi cho. Mày giữ chân ai? Mày muốn giữ chân ai đây? Vàng đâu, đâu được vàng. Vàng đâu, đâu được à. Trời chị Thương, chị đi ra coi cho em đạo. Mọi người, cứu viện, cứu viện. Cô này, mày lại đây mày giành vàng tao thấy gì? Đấy à? Mày làm cái gì mày nặng như con cháu nước vậy? Mày thấy gì không? Mới độ cầm vô 10 mấy kg đâu. Trời ơi, mày làm vú mày nhét đá vô trong đó mày nặng. Mẹ ơi, anh mệt quá Thôi mẹ bé nhỏ của em dựa vô vai em nè. Tính ra là mày không khác gì con cháu nước luôn. Sau khi mình lên một cái tao muốn tuột đường máu luôn vậy. Mày tuột đường máu còn tao lên máu nè. Hai cái vú của tao nó chèn vô cái mạch máu của tao. Mà tao còn chạy marathon tới đây nữa. Tao chịu không nổi, tao sắp xỉu tới đây. Tao lên máu rồi, mày biết tao lên máu rồi. Tao xỉu tới đây rồi. Cái gì vậy? Chị ba, chị ba, chị Thương có sao không vậy? Bà ơi, tao không biết gì nè. Trời ơi, bà con ơi, bởi vì tao có hai ông vậy. Trời ơi, có hai ông cứu chị Thương với, bị sao vậy trời? Trời ơi, chị ba ơi, chị có sao không chị ba? Ôi, cứu với, có hai ông. Anh sợ quá rồi, anh chịu không nổi sự đã kích này nữa. Ôi, cái gì nữa vậy trời? Anh bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi, anh có em ở đây. Em sẽ điểm tựa cho anh mà, em sẽ che chở cho anh. Không sao hết anh ơi. Các con đừng sợ, có ta đây. Chà đường cho ai bị tụt đường, còn ai huyết áp lên cao uống nước chanh, ta đến để phổ độ chúng sanh. Hai người đau bệnh gặp ta sẽ hớt. Bà này màu mè dễ sợ. Ôi mày quá tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ôi có sao không mày chị? Có sao không? Trời ơi, tao tưởng đâu tao đi chầu ông bà. Ê bà, nãy tôi thấy bà đi đâu ở dưới vậy bà? Trời ơi, chùa quá. Trời ơi, hồi nãy bà ơi, tôi đi gần tới cái cầu, tôi thấy bà cóc của tôi bà. Bà ơi nè, ngồi sợ muốn chết luôn. Hên á là có chị Loan mặt ngựa ở đây nè. Hai ly bà chùa. Bà,
Cái gì 30 ngàn? 30 ngàn đâu ra? Thì cha đường 10 ngàn, nước chanh 20. Bộ tôi tới đây làm không công cho hai má hay gì? Một má thì tụt máu, một má thì lên máu. Giữa cái trời nắng chang chang như vậy nè, thử hỏi mà tôi tới trễ một xíu coi là liệm hai bà xuống cái hố này rồi đó. Tôi thấy nó cũng đúng á. Không mấy giờ tiền nước tắm mày chia đâu? Chia đôi chia cái đầu quà chứ đâu mà chia đôi. Cái ly nước của tôi có 10 ngàn à má. Má, mỗi lần mà chơi chị em nhắc tới tiền bạc là bắt đầu cãi gãy lên như con ngựa. Nè, xin lỗi bà nha, cái nư bà cũng không thua gì tôi đâu. Nè, thôi gấp gẹn gấp gẹn. Tiền bạc 10 ngàn đổi 10 ngàn làm gì ghê vậy? Đó. Bé ơi, anh mệt quá, anh muốn được nằm nghỉ. Có luôn em trai, trời ơi, tôi muốn nằm ngủ tại đây cũng được, còn không thì có thể vô giường cao trong kia bóng mát hơn nha em trai nha. Ê, ê má má, định mở tiệm tạp hóa đây gì vậy? Chứ gì nữa? Lon cái gì cũng có. Ví dụ mà mình đào đất mà mình mệt khát nước đói bụng đúng không? Xâm bông cúc, mía lao, trà đá. Còn đây nữa, bánh mì xì nách, mì gói, trứng vịt, hộp vịt lộn. Còn muốn mà nghỉ ngơi đúng không? Mướn chiếu đi. Còn mà ngủ lại qua đêm chứ gì? Gối mền đầy đủ cả. Mấy bà nhìn là biết. Làm gì mà biết tính xa bằng Lon. Bởi tao nói nông cạn. Thử hỏi bây giờ á mà mấy bà bỏ về hết cái đêm hôm có người lẻn ra đào, có phải là mấy bà thiệt không? Bởi vậy mình phải ở đây túc trực canh chừng 24/24. Anh Tám, có phải ở cái xóm này á là chỉ có một mình Lon mặt ngựa, là vừa xinh đẹp vừa tài trí mà đã vậy còn giỏi kiếm tiền nữa đúng không? Rồi sao giờ mấy bà mua cái gì nè? Mua đâu đây? Ủa? Trời ơi, bà tưởng vậy là bà giữ rồi hả? Nè xin lỗi nha cô gái, bà nghĩ ra được cái món nào thì tụi tôi cũng phải nghĩ ra được cái món đó chứ. Xin lỗi tụi tôi hả, đi trước bạn bước rồi đó. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Bộ mày mắc thổi kèn lắm hả? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Bộ mày mắc thổi kèn lắm hả? Cái gì vậy? Ủa thằng này bị gì trời? Có gì nó đại đi mày? Thằng nãy chơi đồ nhiều quá hãy gì bị ngáo quá mày ơi. Mày làm như nó ở trỏng mới ra hay sao á? Ờ. Có khi nào nguyên vàng này tụi nó bị ma nhập hết trơn không? Ma nhập mày thì có cái ở đây là hả, tụi tao đang giao tiếp với nhau nè. Xin lỗi mày, phải có căng lắm mới hiểu được tụi tao đang nói gì. Vậy bây giờ nói tóm lại là cái thằng này nó muốn cái gì? Nó mắc đúng không? Thì nói tao nó dẫn nó vô trong cầu cái vô đi kìa. Nó nói là hả, tụi mình không có được á hả đóng đồ ở đây để buôn bán, tại vì cái đất này là của người ta đang bán rồi, hiểu không? Thì giờ mày nói với nó, mày nói là chừng nào có người tới mua đi rồi tính tiếp. Để tao tăng 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 tới đây coi đất rồi chiếm kho báu rồi chiếm tài sản của tụi mình thấy gì? Không có cho ai lại đây hết. Đuổi, đuổi sạch. Ôi, bà nội đâu nữa vậy trời. Sao qua đi kha, khẹp mu khẹp su khập khập. Tăng 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 à tăng tăng. À, trời ơi, hiểu rồi. Ý là nó nói con này là khách mà nó không có hiểu con này nó nói gì. Tôi có căn tôi nghe được. Để ca này tôi chị. Rồi. Sao qua đi khạp thì khi chù khu muôn du muôn khuôn gì khi ở đây à? Khạp cái lon trà ba khạp. Nó nói cái gì mà khạp mà cái lon trà ba được khạp. Chị cũng hiểu mẹ vậy chứ. Khoan mày đợi xíu. Tăng. Tèo. Ý nó nói lại cái con nhỏ này nè là nó không biết lại hết. À. Mà cái bà này nãy bà có hỏi là đất đai ở đây có hợp lý không, có hợp pháp không để ta biết kìa. Thì bây giờ bà cứ nói với nó. Bà nói là đất ở đây đang tranh chấp, ban đêm còn có ma nữa đó, cho khách mua. Sao qua đi khạp đợt khất đầy khay ở đợt khơ đầy khay mà khao mộng không. Nọ kho chặn căng một cái là chạy không kịp. Trời ơi, thấy không? Cuối cùng cũng tiễn một người đi được. Hay à. Trời ơi, tao nói mày nghe,
mai mốt mà ai mà muốn mua cái miếng đất ở đây nè, không phải bước qua xác của chị em mình. Đúng rồi, một lòng giữ đất, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Cái gì vậy con mẹ này? Sao mà từ bữa giờ cắm đầu hoài vậy? Rồi tao mới đi sửa cái vú về, bây giờ nó nặng muốn chết, nó lủng la lủng lẳng, nó lúc lắc gì nè. Rồi lớp nào đau xương sống à, lớp nào ép tim nè, ép ngực nè, đau lắm. Mà gì bây giờ ba cái vàng nè, vì vàng rồi còn gì đẹp nữa. Đàn ông á thì gãy hết, để đàn bà bây giờ phải hì hục nè. Ai? Ai nói gì về đẹp đó? Như thế kia mà đẹp à? Nhìn chưa? À, như chị mới là đẹp, còn cưng nữa hả? Vậy là đẹp quá hả? Như thế kia mà đẹp à? Nhìn chưa? À, như chị mới là đẹp, còn cưng nữa hả? Vậy là đẹp quá hả? Vàng đâu mà đeo dữ vậy ta? Chắc mới đào được 100 kg chứ gì? Con này có nướng nó cặp đại gia nó mới lột xác được cỡ đó chứ, 100 kg vàng ở đây chưa có ai đào được hết đó má. Ai mày nói ai làm vợ bé? Cái đứa làm vợ bé là mày á. Mày nhớ năm ngoái không? Cái năm ngoái hả, mày bị hả trúng ruột hả, chạy xúc quần ngoài dưới chợ đó mày nhớ không? Tao vợ bé bộ ăn hết cổ ngoại ông nội nhà mày hả? Vậy thì mắc cái giống ôn gì mày nói tao làm vợ bé hả? Con đảng hậu cái con mặt ngựa. Tao con mặt ngựa hả? Mày nhìn lại mày coi, cái đồ cái thứ đàn bà môi chị đít lép. Mày nói ai môi chị đít lép? Mày nói mày đó. Mày muốn ăn coi? Mày có tin là tao lấy vàng tao chọi phúng nó đầu mày không? Gì? Tao thách mày đó. Trời ơi, mày có tin tao lấy cặp bưởi con thương tao chọi gãy sáu mũi mày không? Mày mất dài. Tự nhiên cặp bưởi của tao bắt gì mày lại mày chọi nó? Bình tĩnh đi. Bây giờ mấy ba người tao hỏi nè, có phải là mày đào được 100 kg vàng không? Mày nói thiệt cho chị em nghe đi. Mày thề cho tao nghe đi. Mày nói láo bẻ gân mày đó. Chị không phải mà thề với ai mà hả sống ở cái đất này hết trơn. Bây giờ là mấy cưng cứ tự nhiên mà hả đào bới cái gì của mấy cưng đi. Còn chị á, chị sẽ đi về sống một cuộc sống thật là sung túc vui vẻ không? Cái lâu lâu chị rảnh cái chị tiễn phi công trẻ về cái chị lái. Sống những cái cuộc sống mà hả vui vẻ nè, sung mãn của chị á. Còn bây giờ thì ở lại đi nghe. Chị không có chơi với mấy cưng đâu. Má mày con nhỏ mất dạy thấy ghét sợ. Mày cản tao làm chi vậy? Tao không cản mày để cho mày với nó đánh lộn hả? Dẹp mẹ nó hết đi, đừng đào bới gì hết á. Giờ châu đầu lên nghe tao nói nè. Mày biết tính chị em mình mà, cái gì không phải là của mình thì cũng phải là của mình, mà của người ta cũng phải là của mình luôn. Cho nên tao nghĩ như vậy nè, chị em mình liên kết lại với nhau, rồi coi á, gình nó vàng ở đây đâu, đặng nửa đêm vô nhà nó ăn cướp. Ngứa quá thì ngứa. Đeo mấy cái vàng giả để ra tiền ngứa quá ngứa. Thấy chưa? Tao nói mà, 100 kg vàng đâu có dễ gì mà lấy được như vậy. Chẳng qua là nó muốn đánh lạc hướng tao với mày, để cho mọi người ở đây chán nản, không có bu vô trong cái hố đó để đào vàng nữa. Rồi nó ra đó một mình ên á, nó đào được nó lấy hết, mình nó hưởng hết luôn đó. Má con Hà Bá này thiệt tình luôn. Tao á, một mình tao là một cặp bưởi 18-19 kg là tao đã chịu không nổi rồi. Nghĩ sao nó ôm 100 kg vàng trên người nó mà đứng vững chãi hay thiệt luôn á. Trời ơi, mới dàn cảnh hả? Chí gà tụi bay xíu không tụi bay hả? Từng tái cái cổ. Hợp gại hả? Tụi bay đảo đây cũng quá trời. Giờ còn con cái bụng này, tao làm một cái một là xong. Mấy bà ở đây. À bà khoan, hồi nãy mấy bà có thấy mấy con ma không? Ủa quá trời ma luôn. Mà có cái con mà hả, cái vú cha bá luôn, cái vú mà nó tràn nó tới trên mặt luôn. Cái nó chưởng tôi bà. Cái tôi té hả, tôi té chuối cái đầu tôi xuống luôn. Xong rồi cái hả, mà nó bự. Cẩn. Thì ra là mấy bà giàn cảnh hại tôi, nhắc ma tôi hả? Hành vi phạm pháp của mấy người á đã bị cái
gặp bưởi lên tố giác rồi đó. Tố giác thì sao? Bằng bà không? Bà đem ba cái vàng giả bà đeo xong nó ra ten ha. Rồi bà đem ra ngoài sau hè, bà lấy cái thao bà còn bà chà, bà sạc sạc bà hộp lặng đó. Bà thấy cuộc đời bà hèn mạt không? Nè, bà cố tình giở trò để đánh lạc hướng tụi này đúng không? Bà nhìn kỹ mặt con Lon mặt ngựa này đi, nhìn mặt nó khôn hay nó dại hả? Chị ba, sao chị ác dữ vậy chị ba? Chị nghĩ coi, em đã lấy được anh Nhân rồi, giờ chỉ còn có hai cây vàng nữa thôi, là em đem ảnh đi theo em luôn. Mà chị nỡ nào chơi mũi vàng chị chơi mình chị vậy chị ba? Không có, cái này tôi xin lỗi. Cái này tôi không có cố tình thiệt. Cái này không có, tôi xin lỗi, đừng có bị chơi tôi. Ở đây không có cố ý hay cố tình gì nữa hết á ha. Bây giờ xử tới cái tội bà phản bội tụi tôi. Phản bội tụi tôi. Lên! Trời ơi, đào cái gì mà từ sáng tới tối hù tôi mệt, có thấy được miếng vàng miếng bạc nào đâu, toàn là si cà que không à. Cái bản đồ đó là của cái đám quỷ kia, nó tự tạo ra. Tao hỏi mày ai mà đời mà chôn 100kg vàng sẵn về đào vậy? Hay là mình bỏ cuộc đi. Ôi, ngoan xinh yêu của em. Thôi má ơi, giải tán bà rồi đi, con ai gì nhà lấy đi, rảnh háng gì đâu á. Thôi dẹp mẹ đi về luôn đi. Khoan, có vàng. Thì má, vàng này nè, rải rác ở khắp mọi nơi. Bởi vậy á, phải nỗ lực, phải cố gắng lên chứ. Tôi thương mỏ hộn. Tôi xin tuyên bố là tôi sẽ đào được 100kg vàng. Tôi em đào. Tôi lo mặt ngựa, tôi cũng sẽ đào được 100kg vàng. Tôi làm được. Tôi em đào. Tôi làm được. Cái gì vậy hả? Nè, đất của tôi mà mấy người làm cái gì, mấy người đào bới xới lộn lên như vậy hả? Bà mới là cái người mà bước ra khỏi miếng đất này. Bà mà đụng thử tới miếng đất này đi, chị em tôi sống mái với bà luôn. Tao nói cho mày biết nha, đất này là đất của tao. Tụi bay mới là cái lũ mà phải cuốn xéo khỏi cái mảnh đất này nha. Nè, tụi bay không chịu đi phải không? Tao kêu chính quyền lôi cổ tụi bay đi đó nha. Tôi thách bà đó, bà thử đi. Đây là cái miếng đất linh đất thiêng, chị em tôi đã quyết lòng bảo vệ miếng đất này rồi, thì bà đừng có hỏng. Bà muốn cái gì mà bước qua sát chị em tôi đi còn nói chuyện. Nè, tao nói mày lần cuối cùng nha, chị em mày chịu dọn đây chưa, dẹp đi chưa? Tôi lôi chính quyền xuống đừng có cách nha. Tôi thách bà đó, bà thử đi. Mày thách tao hả? Alo, mày cho một đội chúng ta dẹp hết bọn này đi cho tao. 15 phút đội xuống liền. Thách tao hả mày? Có vàng á. Tôi đào được vàng rồi kìa. Gì đó chị em? Gì đó trời ơi? Gì đó, nó đào vàng được rồi kìa. Đứng lại đó. Đứng lại con Hà Ba. Tỏ vừa lắm. Mày tính ơi, 100 ký vàng mày bỏ chung hả? Đứng lại coi. Đào ra. Đào vàng gì? Cái gì? Vàng giả. Bất ngờ chưa mấy bà già? Trời ơi, tôi nói ngồi trên đời này nè, không làm là không có ăn đâu. Không có cái gì mà hả trên trời được rớt xuống là ngoài nước mưa chứ chim hết trơn á. Mấy má tham quá cho nên hả dễ bị lừa quá đó. Mày tội mày ai lừa? Con Lon mặt ngựa. Vàng này nè, rải rác ở khắp mọi nơi. Ừ, mày tặng chiếc nhẫn này cho em Lan, chắc là anh thích tôi lắm á. Cái con Lon mặt ngựa hả? Nó thiếu nợ giá có sớm vậy trơn á. Năm ngoái nó làm vợ bé người ta bị đánh ngoài chợ đó mà ông mê nó, tôi không hiểu luôn. Vì yêu em, tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Thôi nó gớm quá trời. Thôi tôi đi về. Tôi hả, tôi thấy chiếc nhẫn mà ông Tám Đù tặng cho bà hả, cho nên tôi xin nghi, tôi theo dõi. Xong á hả, tao phát hiện ra được là mày lừa tình ông Tám Đù. Rồi cái hả, mày rủ ổng dàn cảnh mấy cái vụ mà hả, để cho tụi tao súng vô tụi tao phá đất nhà bà Năm, đúng không? Mấy bà đừng có thấy tôi hiền rồi súng là ảnh hiếp tôi nha. Nhận hết đi, dòng gì cũng biết hết rồi. Bây giờ mày nói cái quần vậy tao cũng có tin mày hết á mày. Cái mặt mày xạo lắm. Nghĩ coi, nếu như mà mày có một cái bản đồ mà 100kg vàng á, tụi tao giật lại á, dễ gì mày nhường cho tụi tao. Khỏi nói nhiều mày, nhà vô đập nó cho tao. À, khoan đã. Mấy bà tha cho tôi. Cũng tại con mẹ Năm, hồi đó nó ép giá má tôi bán miếng đất, mà bây giờ đất lên tới gấp 3, gấp 4 lần như vậy. Nên tiếc rẻ đúng không? Nên là ghen ăn tức ở đúng không? Mày khỏi có nói nhiều mày, nhào vô, đập nó. Ôi mà người cho tụi tôi xin lỗi đi, dầu gì cũng là bà con dòm sớm mà, tụi tôi không dám làm bậy nữa đâu. Dám làm bậy? Cô điện thoại. Lao. Alo, chị Ba Học Sàng hả chị? Em đem xe xuống cho chị lái thử nè. Mà đúng là đường nhỏ nhà chị nhiều ổ trâu mà trâu cũng quá trời luôn hả chị?
Chớ rồi, bây giờ nó đem xe lại mà không có tiền thanh toán. Ê, mùa hồi nó đem vô á, đừng có chỉ nhà tao nghe. Nó mua xe kìa mày ơi. Sao, tiền lời của tao sao mày chưa đóng? Mày muốn tao lấy cái quán mày không mày? Anh thông cảm cho em, thương thương cho em vài bữa đi, giờ em chưa có tiền thiệt. Mày muốn sao? Đồ em mới sửa, vú em mới bơm đít, em mới độn, em mới làm tùm lum tùm la hết. Bây giờ ông mấy anh cho em lành lặn hết đi. Giờ em kiếm tiền em trả cho anh từ từ nghe. Ơi, nè, nè nha. Tôi nói ở đây là không có được quýnh lộn, quýnh lạo gì hết nha. Nếu mà quýnh đó là tôi báo công an. Tôi gọi công an phường xã lên liền á, tôi gọi thiệt á. Nè nè, đi chưa? Tao cho mày 3 ngày không đóng tiền lời cho tao, tao qua tao lấy cái quán mày đó. Trời ơi chị Thương, sao chị mắc nợ không vậy? Tao tưởng là đào được 100kg vàng, tao gấp quá tao đem nguyên cái quán của tao đi cầm mẹ nó cho nó giang hồ hết. Tao lấy 100 triệu tao về làm gì mày thấy nè, tao đơm bơm vú đụng đít làm tùm lum tùm la đi. Rồi tự nhiên bây giờ giang hồ lợi nó lấy tiền, tiền đâu ra? Đào được mẹ gì đâu có tiền đâu trả cho ông ta. Hai đứa mình cũng hết hy vọng rồi. Bé cũng muốn quyền sinh. Ôi bé mẹ của em. Wow. Sao tự nhiên dì đưa con hai cái vàng vậy? Là năm cho con mượn để mà giúp đỡ mấy cái đứa kia. Thì có nghe con nói chuyện của hai đứa nó, năm thấy tội nghiệp thương ghê vậy đó. Năm giúp tụi nó cũng coi như là năm trả ơn con á. Nhờ con cái chuyện hôm trước á, con làm sáng tỏ cho nên là cái mảnh đất của năm nó mới không bị phá. Con cảm ơn dì trước nha. Để con báo cho tụi mừng. Chị ba. Cái gì nữa rồi? Cái này là thư tuyệt mệnh của tụi em. Khi nào mà chị thấy tụi em ra đi á, chị nhớ gửi cho ba má tụi em xem nha chị ba. Trời ơi, tụi bay bị sẵn hậu hả? Rồi sao mà hở chút một cái nữa hả? Tụi bay đòi đi đai vậy? Có vàng rồi nè. Cái này là của bà dì Năm nè. Bà tốt bụng, bà cho mượn. Nè, bây giờ mày cầm cái này, bây giờ mày hỏi cưới thằng này đi. Dì cho con mượn thiệt á dì Năm? Chị ba thiệt hả chị ba? Thoải mái. Trời ơi, con cảm ơn dì Năm. Em cảm ơn chị ba.